Khởi tố vụ án chém hai người tử vong ở Quảng Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ việc một nhóm người ra tay khiến hai người tử vong xảy ra ở Quảng Bình. Ngày 21 tháng 10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch, Đồng Hới. Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra củng cố tài liệu để xử lý nghiêm những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra xác định, nhóm 4 thanh thiếu niên gồm HVP 16 tuổi, NVH 16 tuổi, NVB 16 tuổi và HMD 15 tuổi cùng ngụ tại xã Quảng Thiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, đi từ nhà đến quán tại địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch để ăn uống. Tại đây, 4 thanh niên nói trên gặp nhóm 4 thanh niên khác cùng ngụ tại huyện Bố Trạch, ngồi tại quán và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, nhóm 4 thanh niên ngụ tại huyện Bố Trạch đã gọi điện thoại cho 7 thanh niên khác cùng hỗ trợ. Một số thanh niên ngụ tại huyện Bố Trạch mang theo hung khí và đi 5 xe mô tô đến tập hợp và đứng chờ cách quán ăn một đoạn để chặn đánh. Khi nhóm thanh thiếu niên ngụ tại xã Ba Đồn đi 2 xe mô tô rời khỏi quán thì bị nhóm thanh niên tại huyện Bố Trạch dùng hung khí rượt đuổi. Đến địa phận tiểu khu 9, thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch thì nhóm thanh niên Bố Trạch đuổi kịp và dùng hung khí chém vào tay của NVH, người điều khiển xe mô tô, làm xe mất lái đâm vào cột điện. Hậu quả NVB bị tử vong tại chỗ, HVP bị thương được đưa đi cấp cứu thì tử vong và NVH bị thương đang điều trị tại bệnh viện.